dập hành trình. Đây là xoay mâm dao. Này điều chỉnh tốc độ. Này tốc độ cho cắt và chấn, à cắt và đột. Này cho chấn. Này điều chỉnh lực, lực cho đột, còn lực cho chấn thì trong cái khoảng vàng này. Đây tay quay. Tay quay để điều khiển cái bàn đi ra đi vô. Này có cái thước này. Một khuôn cắt góc 90 độ, hai bộ khuôn đột. Cứ tì cái mặt phôi vào đây. Cứ chặn dây ra vô. Màn hình điều khiển. Nút mở nguồn này. Bật motor thủy lực, tắt motor thủy lực này. Nút điều khiển cứ chặn đi ra chạy vô, ra vô bằng tay. Này là bật bật nguồn lên thì cái về gốc cử nó sẽ nhấp nháy, thì mình nhấn nhấn nút này để cho về gốc của cử. Đây nút start top. Đây đèn báo nguồn. Nút dừng khẩn cấp. Này là đèn báo lỗi này. Đây đèn báo vị trí sẵn sàng. Đây là đèn top dead center. Đây đèn chốt của mâm dao. Chốt mâm dao đóng vào rồi thì đèn này sáng. Đây đèn mâm dao not ready. Khi mà XI nó tắt đi thì mâm dao mới có thể xoay được. Xoay bằng cái nút này. Này chế độ single. Nhập cái này. Nhấn cái nút này rồi sau đó nhập cái chiều dài vào, nhấn start nó chạy từng bước một. Đây là chương trình, tên chương trình. Số 1, số 2, số 3. Đây là bước mỗi chương trình nó sẽ có các bước, bước 1, bước 2, bước 3. Đây nhập cái chiều dài của nó này. Đây là cái pitch, pitch là các bước. Ở bước pitch này 50, 50, 50. Đây số sản phẩm. Đây là cắt, đột, uốn. Đây là thủy chất. Chế độ lùi về khi mà chấn hoặc là cắt. Giống kiểu như phun bách trong máy chấn. Con bu lông đây là bu lông này, điều chỉnh cái cử ra vô. Khi mà chấn đột cắt không chính xác thì mình điều chỉnh cái bu lông này. Mở cái ốc khóa này ra, hoặc điều chỉnh cái ốc này.